thấy chưa? Cậu còn Như đây Như ơi. Đâu mẹ xem nào. Ui giời. Đây này. Được. Đây. Ui giời không to mấy. Không to. Tôi xem bên này có không nhỉ? Mấy cuốn này nó chưa ra đâu, nó mới ra đến mặt đất, nó vừa nứt thôi. Đây này, ra rồi, ra cái tai rồi. Đây đây, cá mực của mang. Ừ, ba củ. Mang bé à? Bé. Ôi giời. Hai củ bé tí. Cầm một củ là một củ súng. Đâu? Đâu le. Đi vô cũ mà.
mạnh vào. Mày đau được cú to này. Nguyên măng đen quá, nó trắng, sắc đầy quá, to quá. Đi về đây Như ơi. Đi, đi rồi. Ui đầy củi rồi. Này không được đâu. Cô mấy cái bé bé à. Lấy đồ chơi như bắt được. Như lấy con ra con về cho mẹ nè. Như đi rửa tay về đi. Như mẹ nghịch đây à. Rồi. Nó mệt tía.
Tới cái nào đây? Hey, baby. Để đây. Ôi giời.
còn một phần trang trí. Bây giờ đây là lấy cái này ra mình trang trí. Hôm nay làm rất nhiều món, mời cả làng lên ăn. Đây một quả cuối đây. Đây còn một cái còn... Rồi, cháy hết rồi. Được chín mình để ăn nè. Mẹ ơi, cà chua thối hết rồi. Quả này thối. Một quả
nó dính. Ôi giời, nhờ cái đống này thối hết rồi. Nhiều thế mà lại còn thối. Ôi dù ơi, kéo đó. Đi đây rau về, cái con rau về đây. Cái củ này chắc hơi đắng. Ăn đã. Ngon lắm. Phải lấy muối tính kìa. Hay dạ quá. Đi ăn đi. Nước của này nó mới ngon nè. Không đắng không?